Mẹ ơi, ngẩn ra thế nào. Nó sau thì đóng giỏ thật. Trắng không? Trắng ngõ. Trông phải như giống mẹ hay sao? Giống mẹ. Mẹ thì chào em. Cái này khó. Cái gì con? Con gà. Con gà. Con gà. Chào bố đấy. Mẹ mới đỡ tay cổ. Phải yêu nhỉ? Phải yêu con nhỉ? Ngoan quá nhỉ? Phải yêu. Phải yêu con nhỉ? Phải yêu em chứ nhỉ? Thế có quay được lúc tôi ra lời không? Quay chứ, quay hết. Giống ai? Mày thấy nó giống ai? Thank you.
Điền lại ông Hà đấy. Mọi người bảo giống em đấy. Lớn thì rõ hơn. Mới đây thì con gái thử mà chết nhau mà em bây giờ mới được đi. Tùng nó đang tập cái quay Tùng nó đang tự cái kiểu sang năm làm bố rồi. Sốc có khi làm rồi chứ. Không phải lắm, to lắm. Tao gửi cho mày cái horoscope này. Thích lắm. Một mặt lão liền lắm, mặt thì biết ra là phải đưa. Bà lão thì ừ. Em đau thì không lâu. Chẳng có lẽ là phần cái mắt cũng rồi. Không nằm trên như vậy. 20 số của em đẻ cực kỳ khó khăn. Dạ, có chương trình để làm đau không? Cái này con cầm nhá. Để anh cầm. Anh cầm bác hả? Ừ. Em ơi, đi. Từ nhà này về xin con cầm hoa, con cầm cái gì? Các cụ nhìn rất là mắt con đẹp đấy đây bà này. Thế thì em xuống thì là mua đẹp. Mua cái chụp rồi thế xuống là nó nhiều chụp chạy khám chạy nó về ba người đẹp. Chơi với em bé à? Em nhè, em Vi nè. Chơi nhè. Vi đứa tráng khẻo giống mẹ quá. Các gái giống mẹ quá. Vi mây. Nhè, chị Vi thích nhè. Chị Vi thích nhè. Vi thích nhè. Hôm nọ ta phải thuê đánh cái. Gì nè. Đầu nè, đầu hết. Chị sạc nè. Chị sạc nè bác là vãi hết rồi. Ôi ị em ơi. À, bắt đầu khóc. Mắt yêu nha. Thật mắt con nha. Em để lên chưa? Chưa bật. Tía
năm này được thay luôn. Hôm nay quen rồi đấy, nhưng mà... Bơi đi con. Bơi hết chứ. Anh nhỉ? Con dưới nhà để gì em? Em ơi, có nhà thương lắm nhá. Mẹ bà đến nhờ chị đến tắm mẹ nào, em sống hoa lắm. Hoa lắm rồi đấy mà. Một bên phải ỉa gái chị đổ răm 7 lần chứ không phải. Con này là người cũng chung chĩnh như mẹ này. Đấy, nó tròn tròn luôn mà. Người tròn tròn. Làm mát hơn nha. À, con này sợi nhá. Con này sợi tròn tròn. Kệ, trời ơi, thương lắm đấy thương ạ. Vâng. Nó vứt lăn vứt lắp. Mẹ nó không cho bó tay có chân gì đâu nhá. Không, em không được. Xong rồi con ạ. Này con này rất lì nhé. Đi ra đến ít nữa lớn tham hồ bơi. Cũng là những chỗ to này này. Nếu là lớn ra mình còn có thể cho nó cắm thoải mái. Chị ơi, em làm rồi. Ờ không, đừng áo buộc dây để cứ để nó chị buộc dây cái áo trước, còn áo ra chị mặc ra ngoài. Mình cứ để đấy. Mai là bác đi làm rồi, bác phải nhớ có Vân người nhé. Nhăn như thịt con này. Nhìn nhé con nhé, trông mình trông nhăn nhé. Đúng mẹ hơn giống em. Không kêu mà. Giọng nó gay gắt nhỉ, không nhỉ? Bác sẽ mặc cho con nhé. Con ra, con sốt ruột. Này con này, giọng gầy gắt một chút. Cả xóm đã ai nghe thấy chưa? Em ơi, em này, em ơi. Vâng, có tắm của ạ. Đá làm của ạ. Ôi nhắm mắt vào gào to thế. Bác chấm cho mà, bác chấm cho mà. Ôi giờ bác chấm cho mà có cả. Cụ không chơi đấy. Chơi chi thế nào? Chưa đâu cụ ạ. Chưa. Em ạ. Vâng. Chưa ăn thôi. Đấy, chắc phải pha mình đấy. Chắc phải pha đấy. Con ơi, con giấu à, đi im bác làm à. Cứ có cái vỏ, à đây. Muối. Không, từ từ, để đấy, độ tuần sẽ tắt hơn. Không, một tí. Độ tuần thì bắt tắt ra. Mẹ phải sờ sờ rồi lại bấm vào tay con. Xong rồi đêm, đêm thì có thể đóng nó một cái bỉm. Chị ơi, nhiều cái bỉm ấy, chú sợ ỉa mà. Ỉa thì em phải lôi ra rửa thôi. Ỉa thì bỉm. Ỉa thì lôi ra rửa như này, thay. Thay bỉm. Ồ, bác xin lỗi con. Ôi, đành đá quá. Mồm to quá. Đây, không ơi. Không cho mình đi một tí đi. Con lau miệng vừa đây. Ăn than thế nhỉ? Mắt láo liên nhìn. Có sữa chết. Chưa đang được nguội đây. Con là cái bác biết nhìn rồi. Hả? Mới ra được mấy ngày đã biết cái gì đâu. Út à? Có biết không? Ờ. Đấy. Nó nhìn mẹ rồi. Yeah.
nó đòi thế là bắt bế nha, nó đôi ti muốn ti cả bắt biết ngay ở phía dưới quay vào ngoạn ngoạn rồi đi nhìn vỏ mũi ra thấy giống mẹ nhiều hơn, giống mẹ nhiều hơn nhỉ. Hôm qua ngã mai anh phải phấn đấu vài đứa nữa đi cho chúng nó chơi nhau mấy tháng nữa bố mang lên sắp giờ tới đến lượt cả thằng Tùng nữa, thằng Tùng thằng Hải có tại vì mẹ nó bảo bố nó xấu thì nó phải giống mẹ nó mới xinh. Cháu cao lên, cháu cao lên, khỏi bị sắp, khỏi bị vào đây chứ nã là tập bế sang năm lấy chồng rồi. Ôi giời, chẳng phải tập đấy lúc có bế tất kinh nghiệm hơn. Xong ngủ há mồm đi cho con. Há mồm à. Đấy. Gì đái bố bố bữa bãi nào chưa? Không, đái thì mình sao nằm suốt mà anh có bế đâu. Bố nó có bế nó đâu mà nào người. Mình mà. Cả lâu cô như là, chuột thật. Từ mấy giờ nhỉ? Từ 11 giờ đêm hôm trước đến 7 giờ sau. Nhưng mà còn đái không đau, nhưng mà 11 giờ đêm hôm trước. 10 tối thứ 6 đấy. À một ngày cơ mà. À từ một ngày đấy. Gần một ngày. Mà tại đánh nó tiêm cái gì mà bãi hết từ đây xuống này chẳng biết gì đâu nhưng mà biết. Ôi. Kinh quá. Đứa nào xấu thế? Có con tôm nó nhảy ra ngoài rồi khỏi cái chậu à? Mụ mụ là thích mụ là thích ăn tôm với cua cá. Tôm tươi quá. Mẹ cái hơi này phải mở cái hơi cái. Cũng ở rồi, cũng ở trên cao này, trên cao mở hé đi trên cao đấy để cho cái hơi nó thoát, cái khói thoát ra luôn. Chụp ảnh xong mão lên chứ ai mão lên xô xê nào mẹ thấy con chảy đâu cái cứ con tạm đã chụp ảnh xong mới mão lên chị ăn xong rồi à. Ôi, ma về thế mà nhìn bố nó sẽ nhìn bố quay thế con lạ nhìn này bắt đầu thôi chị khó tí quá hơi lờ đờ rồi. Mắt lấy nhím nè. Trời ơi, xíu chữ vấn đi, vấn đi, vấn đi. Chó ơi, chó chó. Đấy, tỉnh đi chứ. Rồi. Mắt nhìn đi đâu? Hơi bị nguồn tí. Nhìn bên đấy. Mùi bên đấy nó bao nhiêu? Ôi, lại đúng lúc may quá, đúng lúc bà hai bên hai cô này. Gửi bên đấy mùa. Vâng, em mua ở bên đấy. Em thở, em thở có bên môi xinh. Tức là qua internet rồi. Xinh quá. Em thôi, anh nhảy cho anh ra xong mặt anh mi phải đờ đận. Anh đang nhìn gì đấy mà chú. Ngủ. Để gan gì. Chị nhớ thế mẹ. Mà ra đi ra cho mọi người bắt đầu đi. Không muộn cái nào nó muốn đi chơi. Nhưng nào cứ
này nha. Phải sóc thì nó mới nổ đấy. Không phải sóc. Sóc là bắn hết ra. Phải sóc rồi. Quá. Chủ lễ chính là quay chúc sức khỏe. Thật xinh. Thật xinh. Rồi, mời ông bà. Rồi. Một tuổi đấy, một tuổi bú hết bao nhiêu, 120 à? À, tôi xin lỗi, một tháng hả? Tất đỏ rất dân chơi. Tất đỏ cần buộc. Áo gáp, bộ quần áo gáp của bác Dũng gửi từ Mỹ về hả? Đây à? Chú Đạo này. À, áo gáp chú lúc nào nhỉ? Đắp bắt tay.